Chào cả nhà nha, Hiền đang đứng trước mặt Vinh thống nhất nha, hay là Vinh hay là gọi là Vinh độc lập đó nha mọi người. Trước mặt Hiền là đây là đường gì quên rồi, nhưng mà công viên Lê Duẩn nè. Mọi người đang nhìn đây là công viên Lê Duẩn nha mọi người nha. Đó. Nhưng mà vô Sài Gòn thì thành phố Hồ Chí Minh thì làm gì làm thì cũng một trong những điểm tham quan cơ bản nhất thì Hiền cũng giống như mọi người là phải đến Vinh thống nhất. Nhưng mà do trưa nay Hiền phải là lúc nào Hiền cũng bị vội bay á. Hiền mới vào là chỉ review bên ngoài thôi chứ không có thời gian đi vào hết bên trong. Hiền chỉ review khuôn viên và Vinh thôi, còn vô trong thì phải có một buổi để mà trải nghiệm nó thôi. Thì Hiền đang đứng đây là cái sảnh vào của chính của tòa nhà này nha mọi người. Đây thì cái Vinh thống nhất này thì mọi người cũng nhiều người cũng đã quay hết rồi. Đấy, mọi nhiều người quay hết rồi, nhưng mà Hiền thì đã đến đây thì cũng tranh thủ review theo cái cảm nhận của Hiền nha. Chứ giờ vào Sài Gòn thì du thuyền Vinh rồi nhà thờ và một số thôi, còn ai thì những tụ điểm ăn chơi này nọ. Nhưng mà vì Hiền thích ở đây á, Sài Gòn nó có cái khuôn viên, cái vườn cây nó rộng ấy, rộng mát đẹp á mọi người ạ. Đây, và mọi người biết đây là đỡ thấy là vô đập vào mắt mọi người là nhìn thấy chiếc xe tăng nè. Đó, chiếc xe tăng. Trẻ em thì nó thích đi vào nhé. Đây, đây là Hiền. Đấy. Chiếc xe tăng là 843, như chiếc xe tăng này là. Đó. Đây chiếc xe tăng nha. Đây. Chiếc kia. Anh hai ơi. Đây là đây hiện quay là chiếc xe tăng 843 nè. Rồi đây một chiếc nữa là hai chiếc xe tăng, hình như là trong này là nó ghi rõ là đây là để Hiền cho mọi người xem nha. Đây là hai xe tăng 390 843 hút vào Vinh độc lập á, để mình thống nhất đất nước á. Đấy, đây là tối chung là hôm nay là chiếc xe tăng để mà vào Vinh để mà lịch sử á mọi người. Thì Hiền review tiếp đi. Chứ còn lịch sử thì giờ lịch sử Việt Nam thì mọi người ai cũng biết cái việc này đơn giản rồi. Ai ở người Việt Nam mà không biết được cái lịch sử học nhất là không được. Đây. Đấy. Và Hiền đi tiếp theo là đến cái máy bay tiêm kích nha mọi người. Hiền chỉ dạo vòng ngồi thôi, chứ còn khám phá Vinh hồi kia Hiền đi vào rồi qua đường, qua tầng hầm rồi qua Vinh của tổng thống ở như thế nào rồi nó có rất là nhiều mà đi cả một buổi ấy. Thành thử Hiền chỉ review qua này rồi Hiền còn đi chỗ khác. Vì thời gian là ngày nay là ngày cuối của Hiền ở Sài Gòn ấy. Với lại review đây nó mát mẻ lắm mọi người, có những vườn cây xanh mát. Ở nơi đây thì không khí mà Sài Gòn mà vào đây thì nó êm đềm, nhiệt độ nó thay đổi hẳn á. Đây, mình sẽ coi cái máy bay tiêm kích này là cái gì đó. Đấy. Thì Hiền còn tranh thủ vài điểm nữa. Tại giờ họp hết ngày rồi, đi Hiền đi hết cả một ngày rồi. Đây. Máy bay F5E là do Trung đoàn Nguyễn Thành Trung nè, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là đây ném bom Vinh độc lập. Đây cái máy bay này là ném bom Vinh độc lập nè mọi người. Đây. Đây chứng minh lịch sử á mọi người. Đây. Đây là cái máy bay. Ở đây nó có đầu nhọn nhọn nè. Đây máy bay ném bom tiêm kích. F5E ha. Còn bây giờ mình nó đã lên MiG-17 Su-35 rồi hết rồi. Bây giờ mình đang nói đến thời xưa còn lái còn phải dùng ấy, chứ bây giờ là thời buổi công nghệ bây giờ là mình đây đang mình thấy đã lên F-17 Su-35 rồi mà những cái máy gọi là dùng gọi là không người lái nữa rồi. Thôi để Hiền đi qua cái lối này nữa nha. Hiền chia sẻ với mọi người á, là Hiền review cái bên ngoài thôi. Hiền kiếm mua cái vé bên ngoài. Tại vì Hiền sẽ đi
trong còn có một buổi mà mình đi nhiều quá thì sức đâu mà đi. 1:30 là hiện ra sân bay rồi, 2 giờ kém là cất cánh. Đây đẹp lắm mọi người nha. Cũng ráng vào Sài Gòn thì cũng ráng quay được một vài cái clip ở Sài Gòn làm kỷ niệm với mọi người. Trước kia Hiền cũng có đi nhưng mà Hiền không có làm clip, thì giờ đi vào là quay review lại. Hiền đang vào chỗ Vinh nè. Nhiều khi ở Sài Gòn nóng được á, mọi người không biết làm gì, bỏ 40.000 mua cái vé vô đây ngồi đọc sách cũng được. Thư viện không nói, cho ngồi vô ngồi đây nghỉ mát, mát cực kỳ lắm nha mọi người. Tại vì những cái cây này nó cũng lâu rồi á. Không biết là Hiền đang quay cái mic đầu tiên là mình thử bằng quay có cái micro nè mọi người nè, không phải khuyên đó mọi người. Mình có cái mic rồi, không biết là nói nghe có rõ không. Mấy bữa mình nói nghe cái tiếng âm thanh không được chất lượng. Bạn bè nó nói mà trời Hiền ơi mày quay cái video gì mà cái tiếng âm thanh của mày nói á, tao nghe lúc được lúc không. Với hai là mày nói cái tiếng địa phương á. Hiền đang đứng bên hông của cái dinh á mọi người. Nhiều cây đẹp lắm, cây to lắm mọi người ơi. Cái này to nè, đó cây to nè. Cây khủng khiếp lắm, những cây này nó lâu rồi, lâu năm rồi. Đấy, nói chung là cây to. Hiền đi vòng một vòng qua quanh Vinh nha, quanh cái dinh nha. Không biết là mình bé mình đã đâu có tham quan dinh đâu, mình tham quan ngoại cảnh thôi, lướt qua thôi, chứ còn trong dinh thì lịch sử hoặc là có những cái video clip các anh khác quay rồi. Cái dinh nó rộng á, đi vòng nó cũng rồi. Thôi qua bên này đi. Mình còn mấy điểm nữa, review nhanh nhanh nè, còn hình như vé vô trong kia là vé 40, 60 hay vé gì á. Nói chung là ba cái loại vé mà Hiền lướt bên ngoài thì Hiền còn phải đi á. Mình thử là cái kiểu nói giống nôm na, giống như là mình bay qua Singapore cái tới chụp hình con rồng Singapore cái mình chụp mình về. Cái chuyện đó nói thiệt cái đó, nhưng chơi là chơi ngông ấy. Này cái đó, vào Sài Gòn mình nhiều việc nhưng mà cũng ráng mà vô mà quay review được. Đây Hiền đang đi đây. Không được ô tô xe máy lên nha. Nó nói cho cũng vô ở đây, vô tới được cái viện rào tới đây. Vô một cái ra liền. Nhớ cái bộ phận kia là bộ phận kia. Tại vì vô trong này có những cái là họ cho quay, có những cái họ không cho quay đâu. Đây là sảnh vào nè mọi người. Thôi Hiền đi, Hiền ra vòng kia, Hiền quay cái Hiền về. Dạo một vòng về chứ còn nắng nè. Trong này mà nhiều lắm, phòng họp rồi phòng phòng tổng thống rồi đủ thứ phòng á, phòng ăn rồi nó giới thiệu nhiều lắm. Hồi nãy ở trong vườn cây ra, bây giờ ra ngồi nắng lắm nha mọi người, nắng lắm. Hiện đi một vòng không đã thấy nắng rồi. Đây nè mọi người, mọi nhìn nè, đã Vinh nè. Hình như bên này có quán cà phê nè. Hồi nãy bên hông kia cũng có hai cái cây tùng và hai cây sứ đại, hoa đại hay cây sứ. Khế cũng to nữa. Nói chung cây trong này cái gì cũng to to hết mọi người. Cây nhãn cái gì cũng to hết đấy. Trung tâm hội nghị nè, nhà hàng cà phê, câu lạc bộ trẻ em, nhà vệ sinh. Nói chung có nhiều. Một buổi á mọi người. Một quán Trung Quân. Ở đây có quán cà phê Trung Quân nữa nè mọi người. Nè nha, có một cái quán cà phê Trung Quân bên này để phục vụ khách nè. Khách cũng đông quá nhé. Ngày nay hình như là ngày chủ nhật mà.
Thôi, Hiền lướt qua thôi, bây giờ Hiền đi chỗ khác nữa. Hiền không có làm video clip mà chuyên về trong cái Vinh. À, đợt nào rảnh rảnh thông thả gì vào quay cái lướt cho mọi người là đi làm gì làm, mà đi vào đây thì cũng mua cái vé vô ngồi đây cho mát nha. Đây. Thì cái mọi người biết cái lịch sử, cái dấu ấn lịch sử thì mình nhớ là hai cái thôi. Khi bên Việt Nam mình thống nhất đất nước là ném bom, một lần là ném bom, một lần hai cái chiếc xe tăng vào thắng. Rồi thống nhất đất nước thắng lợi là thay đổi chế độ là được rồi, mình chỉ hiểu gì là được rồi. Còn đời sống đồ này nọ thì tất cả tài liệu báo chí quay rõ thế nào thì rất là nhiều phim tài liệu rồi. Thì mình chỉ khuyên mọi người á, khi vào thành phố Hồ Chí Minh á, chơi á, và Sài Gòn chơi á, ít nhất dù bận cỡ nào cũng nên ghé qua Dinh Độc Lập đã tham quan một lần, vì đó là cái mà cái lịch sử Việt Nam mình phải nên. Cái thứ hai á, là Sài Gòn nó nóng lắm mọi người ơi, cái nhiệt độ có thể lên 41 độ luôn á, ngày hôm qua lên 41 độ luôn đấy, thành thử là mình cũng nên vào ở đây có những cái bóng cây thế này nè, đó mình gọi là tìm chỗ trốn trú an toàn, trú nắng an toàn là tuyệt vời, không nơi nào trú nắng nha. Máy lạnh không nói nha, nhưng mà trú nắng thiên nhiên và tự nhiên thì chỉ có nơi này. Khiên mọi người vào Dinh Độc Lập mua 40.000 bỏ vào ngồi đây nha, ở bóng cây hưởng mát cực kỳ luôn. Đó là một điều gọi là một giải pháp thông minh lý thú nhất. Còn tham quan thì Hiền tham quan rồi, nhưng mà Hiền bây giờ Hiền đi qua chỗ khác chia sẻ mọi người vậy nha. Vé có 40.000 thôi đấy. Clip của Hiền á là cũng quay lại thôi. Cái này thì lên Google mà gõ ra Dinh Thống Nhất thì hàng trăm mấy clip, hàng nghìn cái luôn. Nhưng ở đây Hiền đang chia sẻ một cái với mọi người là kỷ niệm chuyến đi của Hiền. À, đi họp rồi xong cũng đi quay qua. Thế đó nói mày vô mà mày không biết cái Dinh Thống Nhất mày quay, người ta nói mình nói gì. Đúng không? Đây. Đấy. Rồi thôi, Hiền kết thúc video clip ở đây, Hiền còn đi chỗ khác mà quay nha. Tại vì mình dạo một vòng. Đây, mọi người. Rồi, Hiền xin dừng. Cả nhà xem kênh nhớ ủng hộ, chia sẻ kênh cho Hiền nha. Rồi để Hiền có động lực làm nhiều hơn nha. Trời ơi, gặp ông chú, ông về, ông xách cái máy nè, dễ thương quá đi, đỡ nói chuyện với ông chú. Chào anh đi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bạn Hiền, U77, 1945. Em cũng tên là Hiền luôn. Em làm 174, 75. Em làm YouTube ở Nha Trang á, nhưng mà em bận quá không có thời gian, em đi hết tham quan Vinh, em còn nhiều chỗ khác. Rồi, chào anh nha. Trời ơi. Đó chụp rồi đứng với anh cái này đó làm kỷ niệm này đó. Rồi, anh mời khách đi. Anh có dịp ra Nha Trang là anh nhớ rồi, tên em Lê Đức Hiền nha, là em lo cho anh từ A tới Z luôn. Ok anh cha nha. Rồi. Này, có nghĩa là trời ơi, tuổi già còn xách cái máy là mình thấy mình thương, không biết mình già mình xách cái máy đi kiếm tiền như vậy hay không. Mình bây giờ là hạnh phúc rồi mọi người. Thật sự á. Đấy. Mình bây giờ mình xách cái máy đi quay chơi. Nhưng mà anh lớn tuổi rồi. Anh lớn tuổi rồi mà anh còn tuổi anh lớn. Tuổi lớn mà anh còn vác cái máy đi kiếm tiền, còn mình xách máy đi chơi là mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là nói thật với mọi người vậy. Thôi. Hiền ra đây rồi, chào cả nhà nha. Rồi Hiền dừng ở đây. Có gì Hiền sẽ quay tiếp được cái gì quay trong thời gian mà còn bao tiếng mấy tiếng đồng hồ ở Sài Gòn nha. Rồi, chào cả nhà nha.